Với ưu điểm là bảng điều khiển cực kỳ dễ sử dụng và không có quá nhiều tính năng phức tạp thì đây chắc hẳn sẽ là một chiếc máy sấy phù hợp cho những ai có lối sống đơn giản và không có quá nhiều yêu cầu về công nghệ. Sấy thì nó đã là một sản phẩm rất là thông dụng giúp cho chúng ta tiết kiệm khá thời gian gom phơi quần áo nè. Nếu như vào trời mưa thì một chiếc máy sấy nó sẽ có thể giúp cho chúng ta không cần phải nơm nớp lo sợ trông coi thời tiết nữa. Nhưng mà đôi khi một số chiếc máy sấy đắt tiền trên thị trường hiện nay thì lại đi kèm quá nhiều tính năng và nếu như chúng ta không dùng hết thì sẽ rất là lãng phí. Vậy nên là nếu như mọi người đang cần tìm một chiếc máy sấy tinh gọn về tính năng nhưng vẫn đầy đủ các tiện ích cần thiết thì có thể tham khảo ngay chiếc máy sấy thông hơi Aqua 8kg mà An sắp giới thiệu sau đây nha. Mẫu máy mà mình giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đến từ thương hiệu Aqua với cơ chế sấy thông hơi. Tổng thể chiếc máy này thì mang một màu xám hiện đại kết hợp với những chi tiết đen của bảng điều khiển nè, viền cửa lồng giúp tăng thêm vẻ sang trọng cho sản phẩm. Một điểm hay đó là máy khá nhỏ gọn và nhẹ nên là dù mình sức nữ vẫn có thể di chuyển máy được nha. Và lớp vỏ máy thì có độ bóng nhẹ nhưng mà không bám vân tay nhiều, kết hợp với tông màu tối sẽ hạn chế việc máy bị bạc màu theo thời gian. Hiện tại ở trên thị trường sẽ có 3 loại máy sấy chính, đó là thông hơi, ngưng tụ và bơm nhiệt. Mỗi loại thì sẽ có cơ chế hoạt động cũng như là những ưu và nhược điểm khác nhau. Riêng đối với máy sấy thông hơi thì nó sẽ hoạt động bằng cách là đẩy luồng khí nóng vào, nước ở trong vải sẽ bốc hơi và từ đó làm khô quần áo. Và hơi nước sau khi bốc hơi thì sẽ được đẩy ra ngoài bằng những lỗ thông khí ở dưới này. Bởi vì cơ chế đẩy khí ra ngoài thế này nên sản phẩm sẽ phù hợp với nhà cửa thoáng khí. Khi lắp đặt thì các bạn cũng nên chừa không gian xung quanh để máy hoạt động nha. Ngoài ra thì hãng cũng có tặng thêm cho chúng ta một ống thoát khí như thế này để lắp đặt. Nếu như mà chúng ta có điều kiện, ví dụ như là mọi người không ở trọ thì có thể lắp đặt kiểu này để hạn chế hơi nước tích tụ lên vách nhà nè, trần nhà nè hoặc là ngăn sơ vải thổi ngược lại vào trong phòng. Ưu điểm của các loại máy sấy thông hơi chính là giá thành rẻ. Ngoài ra thì bạn cũng không cần phải đi đổ nước ngưng tụ trong hộc giống như máy sấy ngưng tụ và bơm nhiệt. Hai cái trên cũng chính là ưu điểm chung của các loại máy sấy thông hơi. Riêng với chiếc máy sấy Aqua này thì nó còn có thêm một ưu điểm nữa, đó là bảng điều khiển đơn giản và dễ sử dụng. Do mình đã từng trải nghiệm nhiều dòng máy sấy rồi nên là mình có thể khẳng định với các bạn, đây là một trong những bảng điều khiển dễ hiểu nhất luôn. Cụ thể là chỉ gồm núm vặn điều khiển, các núm cảm ứng và một màn hình hiển thị nhỏ xíu xiu. Việc bảng điều khiển đơn giản như vậy thì do là chiếc máy này không có tích hợp quá nhiều công nghệ đâu mọi người. Đối với những dòng máy sấy cao cấp hơn ở trên thị trường thì nó sẽ tích hợp nhiều tính năng, ví dụ như là sấy lạnh này, sấy siêu nhanh này hoặc là sấy bằng hơi nước. Tuy nhiên là với chiếc máy sấy này thì như mình đã nói, nó sẽ phù hợp với những bạn nào không có nhu cầu sấy bằng những chương trình cao cấp. Đôi khi thì nhiều quá chúng ta cũng sẽ không có sử dụng hết đúng không mọi người. Nếu như bạn đang muốn tìm một chiếc máy sấy với giá thành rẻ và những cái nhu cầu đơn giản thì đây sẽ là một lựa chọn rất là đáng để chúng ta có thể cân nhắc. Còn cụ thể điều khiển nó như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn liền nha. Đầu tiên thì bạn sẽ nhấn nút nguồn để khởi động máy. Bên dưới nút nguồn thì có thêm nút khóa trẻ em. Để bật nút này thì các bạn hãy nhấn giữ 2 giây. Khác với những loại máy lồng đứng thì thường bảng điều khiển sẽ được đặt ở đâu đó trên này. Thì những cái loại máy lồng ngang đó mọi người sẽ có bảng điều khiển đặt khá là vừa tầm với các bé nhà mình. Vậy nên là để yên tâm nhất thì mọi người sử dụng khóa trẻ em để hạn chế các bé bấm linh tinh nha. Ngay bên cạnh là núm vặn chọn chương trình. Ở đây thì bạn có thể chọn một trong 9 chương trình tích hợp sẵn. Với 3 chương trình sấy cảm biến, bạn có thể chọn một trong 3 chương trình là sấy ẩm nè, sấy tiêu chuẩn hoặc sấy tăng cường. Tuy nhiên thì với 3 chương trình này bạn sẽ không thiết lập được thời gian sấy hoặc biết được chính xác khi nào chương trình sấy kết thúc. Lúc này thì màn hình sẽ hiển thị thời gian để auto cho từ đầu tới cuối luôn. Nhưng bạn cứ yên tâm là máy vẫn sẽ cho chúng ta biết được các mốc thời gian hoạt động để bạn có thể theo dõi xem máy đang ở tiến trình nào. Nếu như mà các bạn muốn tối đa hóa việc tiết kiệm điện năng thì mình cũng có thể tùy chỉnh thời gian sấy cũng như là nhiệt độ sấy sao cho phù hợp nhất với mẻ quần áo của mình nha. Ví dụ như là một mẻ chỉ toàn đồ mỏng thôi thì mọi người có thể giảm thời gian cũng như là giảm nhiệt độ sấy, vừa đảm bảo là khô quần áo nè, vừa bảo vệ vải vóc và cũng vừa tiết kiệm điện năng hơn nữa. Và đặc biệt nữa là ở đây có tới 6 chương trình thời gian đây. Đó, rất là tiện lợi để mình chỉ cho mọi người nha. Và bạn có thể chọn các mốc thời gian từ 30 đến 180 phút luôn. Thời gian sấy sẽ hiển thị tại màn hình bên cạnh và còn đếm ngược nữa nên là rất dễ theo dõi. Sau khi mà lựa chọn chương trình xong thì các bạn cũng đừng quên là điều chỉnh nhiệt độ nha. Ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh mức nhiệt theo 4 mức cố định, đó là cao, trung bình, thấp và thổi hơi.
Mỗi mức nhiệt sẽ phù hợp với các mẻ quần áo khác nhau thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình nha. Ngoài ra thì chỉ có mức nhiệt cao là hạn khuyến nghị sấy tối đa được 8kg thôi. Còn đối với mức nhiệt trung bình thấp thì khối lượng sấy nên ở mức dưới 4kg. Một ưu điểm của việc sử dụng máy sấy đó chính là nhiệt độ cao thì sẽ giúp chúng ta tiêu diệt vi khuẩn cũng như là nấm mốc tốt hơn so với việc phơi quần áo ở ngoài trời. Và chiếc máy sấy Awa này có nhiệt độ sấy tối đa lên tới 80 độ C. Mình đã thử dùng nhiệt độ này sấy một mẻ quần áo ướt nhiều và toàn các loại vải đồ jean dày dặn thôi. Và sau khi sấy thì mình thấy quần áo đã khô 100% và chất vải cũng không bị khô đanh lại. Và đương nhiên là chúng ta sử dụng nhiệt độ cao trong thời gian dài thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng vải vóc rồi. Nên là khi mà sấy thì mọi người cũng lưu ý là lựa chọn mức nhiệt cho phù hợp với loại vải nha. Và ở đây thì mình cũng đã test thử chế độ là sấy khí. Thì mình cảm thấy là quần áo sẽ khô theo kiểu âm ẩm. Nên là trường hợp đặc biệt vải mỏng manh nè và chúng ta cần tránh nhiệt thì mọi người có thể sử dụng chế độ này nha. Dù có giá thành rẻ nhưng chiếc máy này vẫn có cơ chế chống nhăn để mình tiết kiệm thời gian ủi. Trong khi sấy thì lòng sấy sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ cũng như là đảo ngược lại. Thì điều này sẽ giúp cho quần áo được tơi ra, hạn chế nhăn cũng như là hư hại. Và công nghệ này thì được Awa gọi là công nghệ sấy đảo chiều. Và có một điểm nữa đó là khi mà sấy xong thì máy vẫn sẽ tiếp tục duy trì chu trình sấy dừng trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Thì điều này sẽ giúp cho quần áo tránh nằm yên và tạo ra nhiều vết hằn hơn. Mình có test thử một mẻ quần áo với tính năng chống nhăn này và quần áo sau khi sấy thì ít bị nhăn hơn, nhưng mà cái này cũng tùy thuộc vào loại vải nha mọi người. Và bên cạnh việc máy có tích hợp chống nhăn thì mọi người cũng không nên chủ quan mà để quần áo quá lâu ở trong lòng nha. Tại vì đây cũng sẽ là một nguyên nhân làm cho quần áo bị nhăn nhiều hơn. Nếu như mà mọi người cảm thấy quá khó để canh giờ thì chúng ta có thể cài đặt hẹn giờ sẵn sau đó là sấy ban đêm. Ví dụ bây giờ là 12 giờ khuya, các bạn dậy lúc 6 giờ và chu trình sấy của máy khoảng 1 giờ thì bạn hẹn giờ cho máy hoạt động sau 5 tiếng. Tới 5 giờ sáng thì máy sẽ bắt đầu chạy, lúc bạn dậy là quần áo cũng đã sấy xong rồi. Như vậy thì mình có mốc thời gian lấy quần áo ra, hạn chế đồ bị ủ lâu trong lòng. Và còn một điểm hay ho nữa về bảng điều khiển mà mình sắp hé lộ cho mọi người đây, đó chính là máy sấy đồng hơi thì còn có thể úp ngược hoặc là treo tường để tiết kiệm diện tích nữa. Và khi mà úp ngược máy lại thì các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đọc bảng điều khiển bởi vì chữ bị ngược phải không nè. Đối với mã máy sấy 8kg này của Awa thì hãng còn tặng kèm một bộ dán bảng điều khiển úp ngược để khi mà mình lật máy lại thì vẫn có thể theo dõi và sử dụng bảng điều khiển dễ dàng. Ở trên điện máy xanh thì cũng đã từng có một video giải thích lý do vì sao máy sấy úp ngược vẫn có thể hoạt động rồi thì các bạn có thể tham khảo thêm nha. Bên dưới bảng điều khiển thì sẽ là cửa lồng sấy. Phần cửa lồng này được làm khá nhỏ, nằm hơi chết lên trên để chừa vị trí cho lỗ thoát khí bên dưới. Có một điểm mà mình chưa ưng lắm đó là cửa này thì hơi khó đóng. Đây, mọi người có thể thấy phải dùng lực hơi nhiều nên là mình cảm giác chưa được hoàn thiện lắm. Bù lại thì cửa lồng trong suốt giúp mình dễ dàng quan sát bên trong và hạn chế việc thú cưng chui vào. Đối với máy sấy thông hơi thì khi hoạt động cửa lồng nó sẽ bị nóng lên một tí. Nhưng mà theo mình thấy thì nhiệt độ này nó ở mức là chấp nhận được, không đến mức là làm mình bị giật mình hay là bỏng tay đâu mọi người. Và đặc biệt là sau khi sấy xong thì máy còn sẽ có chế độ làm nguội nữa. Nên là trong quá trình lấy quần áo ra, nếu như mà có vô tình chạm tay vào mặt trong của cửa lồng thì cũng sẽ không sao. Nên là mọi người cứ yên tâm. Còn bây giờ thì mọi người cùng với mình khám phá xem là bên trong chiếc máy này có gì đặc biệt nha. Phần lồng sấy bên trong thì khá là rộng rãi và được làm từ thép không rỉ rất bền bỉ. Bề mặt lồng sấy thì có các gờ nổi giúp đảo quần áo được đều hơn. Máy cũng không thể nào thiếu bộ lọc sơ vải làm nhiệm vụ thu gom bụi vải siêu mịn rơi ra từ quần áo. Bộ lọc này thì có thiết kế dễ tháo lắp và vệ sinh. Để khả năng sấy quần áo của máy luôn hiệu quả thì chúng ta cần phải vệ sinh bộ lọc sơ vải này thường xuyên nha mọi người. Trong 3 loại máy sấy là gương tụ, thông hơi và bơm nhiệt thì mức độ hao tổn điện năng của máy sấy thông hơi này nó sẽ nằm ở mức giữa nha mọi người. Nó sẽ không tiết kiệm điện quá nhiều bằng máy sấy bơm nhiệt nhưng mà cũng sẽ ít hao tổn điện năng hơn máy sấy gương tụ. Nhưng mà thật sự liệu trong một lần sấy thì máy sẽ tốn bao nhiêu điện và con số này thật sự có cao hay không? Hãng cũng đã kiến nghị chương trình sấy hàng ngày nên dùng là sấy tiêu chuẩn nhiệt độ cao. Mình sẽ tiến hành đo điện năng tiêu thụ của thiết lập này luôn. Hãy cùng mình theo dõi kết quả trên màn hình nha. Và máy sấy khi hoạt động thì chắc chắn là sẽ gây ra tiếng ồn rồi, thì bây giờ mình cũng sẽ đo độ ồn luôn để các bạn theo dõi nha.
Như vậy thì để tổng kết lại là một chiếc máy sấy với khối lượng sấy là 8kg này thì sẽ rất phù hợp với những gia đình nhỏ và có người lớn tuổi này. Với cái bảng điều khiển rất là dễ sử dụng và thao tác không tích hợp quá nhiều tính năng thì ông bà không rành công nghệ vẫn có thể dễ dàng sử dụng được. Và thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là giá bán thì mình sẽ cập nhật ở dưới đường link mô tả bên dưới, mọi người có thể nhấn vào và tham khảo thêm thông tin chi tiết của sản phẩm nha. Còn bây giờ thì video xin được phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho Điện Máy Xanh một like và một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.